Bạn đang nghe từ Phonos. Tam quốc diễn nghĩa tập 4 Tác giả là Quán Trung Tù đính và viết lời bàn màu tôn cương Người dịch Phan Kế Bính Hiệu đính Bùi Kỷ Độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần văn hóa Đông A. Hồi thứ 57 Cửa xài tang một long đến Viếng Tang, huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ mới nhận việc nói về chu du khí tức đầy ruột ngã quay xuống ngựa tả hữu cấp cứu xuống thuyền lại có quân sĩ bẩm rằng huyền đức khổng minh đang ngồi trên đỉnh núi trước mặt uống rượu vui cười du càng tức lắm nghiến răng lại nói rằng ngươi bảo ta không lấy được tây xuyên hay sao ta thề sang lấy cho mà xem đang cơn tức giận thì có tình báo em tôn quyền là tôn dù đến chu du tiếp vào thuật rõ đầu đuôi chuyện trước. Tôn Du nói, tôi phụng mệnh anh tôi đến đây để giúp đồ đốc. Dù thuốc quân kéo đi đến ba khâu, bỗng lại có người báo mé thượng lưu có lưu phong, quan bình chặn ngang sông. Chù dù lại càng tức nữa, một lát thấy khổng minh sai người đưa thư đến. Dù mở ra xem, trong thư nói rằng, Quân sư Trung Lan tướng nhà Hán là Gia Cát Lượng đưa thư này cho đô đốc nước ngô là công cẩn được biết. Tôi từ khi biệt nhau với ngài ở Sài tang đến giờ, vẫn còn lưu luyến chưa quên. Này nghe thấy ngài muốn cất quân sang lấy Tây Xuyên, tôi thiết nghĩ không nên. Ít châu, dân thì mạnh, đất thì hiểm. Lưu chương tuy rằng hèn đớn, nhưng giữ cũng nổi. Này muốn thành công, mà bắt quân khó nhọc đi đánh xa, vận tải hàng muôn dặm tôi chắc dẫu đến Ngô Khởi, Tôn Phủ, hai tướng giỏi đời chiến quốc ngày xưa cũng không sao làm nổi được. Tào Tháo mới thua ở Xích Bích, đầu đã phút chốc quên bản việc báo thù. Nay ngài cất quân đi đánh phương xa, Tào Tháo thừa cơ đến đánh, thì Giang Nam rạc cảm mất. Tôi không nỡ ngồi nhìn mà không bảo trước, xin ngài soi xét. Chu Du xem xong, thở dài một tiếng, gọi tả hữu đem bút mực đến viết một phong thư sai người dâng lên ngô hậu rồi họp các tướng lại dặn rằng ta không phải là không muốn hết lòng báo nước nhưng số mệnh ta đến đây là hết rồi các ông nên thờ ngô hậu cho thủy chung để cùng dựng nên nghiệp lớn nói đoạn ngất đi một lúc rồi dần dần lại tỉnh ngửa mặt lên trời thở dài mà than rằng trời đã sinh du sao còn sinh ra lượng dù kêu luôn mấy tiếng rồi mất. Thọ 36 tuổi. Người sau có thơ than rằng, trí rộng mưu cao nổi tiếng nhà, phong lưu tuổi trẻ bậc tài hoa, Thánh thơi chén rượu từ lời bạn, thánh thoát cung đàn tỏ ý xa, xích bích dẹp tan muôn hổ báo, giang nam riêng mở một sơn hà. Trách trời sau lại sinh ra cát Lệ ứa hai hàng ruột xót xa Các tướng đem thi hại chu du Về hoàng ở ba khâu Rồi sai người mang thư Về báo với tôn quyền Quyền nghe tin chu du mất Liền khóc vang lên Rồi mở thư ra xem Thì là thư tiến cử lỗ túc để thay mình Tại ý trong thư viết Dù tôi là kẻ bất tài May được đổi ơn đãi ngộ đặc biệt ủy thác cho những việc quan trọng, thống lĩnh quân mã đâu dám không dốc hết sức lực để đền đáp ơn dày. Nhưng sống chết khôn lường, ngắn dài có số, ý chí chưa đạt, thân thể đa tàn, uất hận kể sầu xiết kể. Giờ đây, Tào Tháo ở phía Bắc, bờ cõi chưa yên, lưu bị ở nhờ, khác gì nuôi hổ. Việc trong thiên hạ chưa biết thế nào. Chính lúc này là lúc kẻ làm bề tôi phải hy sinh vất vả, vua chúa phải lo lắng gian lao lỗ túc là người trung liệt gặp việc không cẩu thả có thể thay tôi con người lúc sắp chết thì lời nói thường đúng nếu được lượng trên soi xét tôi chết cũng không đến nỗi uổng tôn quyền xem thư xong khóc mà rằng công cẩn có tài vương tá chẳng mày mất sớm thế này ta còn trông cậy vào ai Này để thư lại tiến cử lỗ túc có đâu ta chẳng nghe lời. Ngày hôm ấy, Phong Lỗ Túc làm đại đô đốc, thống lĩnh cả binh mã, rồi sai rước linh cũ chu du về tán. Lại nói khổng minh ở Kinh Châu, đêm xem thiên văn, thấy có một ngôi tướng tinh xa xuống đất, cười mà nói rằng, chu du chết rồi. Đến sáng, nói chuyện với huyện Đức, rồi sai người đi thám, quả nhiên như thế. Huyền Đức hỏi Chu Du chết rồi Bên ấy bây giờ ra làm sao Khổng Minh đáp Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền Chắc là lỗ túc Tôi xem thiên văn Thấy tướng tinh tụ ở phương đông Vậy xin sang Giang Nam một chuyến Mượn cơ viếng tang Để tìm hiền sĩ về giúp chúa công Chỉ ngại các tướng sĩ đồng ngô Muốn hại tiên sinh Khi Chu Du còn sống Tôi còn chẳng ngại này hắn ta chết rồi, còn lo gì nữa? Nói đoạn, xài triệu tử long dẫn 500 quân, đem đồ lễ xuống thuyền, đến thẳng ba khâu phiến tang. Dọc đường, được tin lỗ túc đã lĩnh chức đồ đốc. Linh chủ chu du đã đưa về xài tan. Khổng minh bèn đi tắt sàn đó. Lỗ túc ra nghênh tiếp tử tế. Bộ hạ của chu du đều muốn giết khổng minh, nhưng thấy triệu vân đeo gươm đi kèm, không dám hạ thủ. Khổng Minh xài bày lễ vật trước linh vị Chu Du, thần rót trụ, rồi quỳ xuống đọc một bài văn tế rằng Thàng ôi, công cẩn, chẳng may trời hại. Thọ yếu số trời, lòng ta ai ngại. Rót chén rượu này, lòng ta xót xa. Ông có khôn thiên, chứng dám cho ta. viếng ông thuở nhỏ, chơi với bá phù. Trọng nghĩa khinh của, nhường nhà cho nhau. Thường ông trẻ trung có chí cao xa, gây dựng nghiệp bá riêng một sơn hà. Thường ông sức khỏe, trấn giữ ngô trung, cảnh thăng mất vía, tôn sách yên lòng. Thường ông trai trẻ, sánh với tiểu kiều, Rể tôi nhà hán, xứng đáng trăm điều. Thường ông khí khái, ngăn việc hàng tàu, trước chưa chấp cánh dần dần bay cao thương ông khôn ngoan tưởng cán đến dụ chén rượu thảnh thời tào man mắt mẹo thương ông có tài văn võ kim toàn hỏa công phá tàu chuyển nguy thành an thương ông khi ấy anh hùng ghê gớm lệ tuôn hai hàng thương ông mất sớm lòng thì trung nghĩa hồn thì anh linh mới ba chục tuổi nghìn thu nêu danh ruột ta rầu rĩ thương ông tha thiết trăm thảm nhìn sầu kể sao cho xiết trời mây mù mịt ba quân xót xa chủ thì sùi sụt bạn cũng lệ xa lượng tôi bất tài xin mẹo cầu mưu giúp ngô chống tàu phò hán yên lưu lập thế ỷ dốc cứu giúp nhau cùng kẻ mất người còn xót ruột đau lòng than ôi công cẩn đã biệt nhau rồi thôi nói chi nữa thế là sông đời hồn có khôn thiên soi thấu tâm can từ nay thiên hạ ai kẻ tri âm than ôi thương thay phục duy thượng hưởng khổng minh tế sông gục xuống đất khóc nước mắt vàng dụa như suối đầu đớn vô cùng các tướng bỏ nhau. Người ta nói khổng minh không hòa với công cẩn, này xem tình thương xót thế này, mới biết họ toàn nói nhảm cả. Lỗ túc thấy khổng minh thường khóc, cũng ứa nước mắt, nghĩ khổng minh vẫn là người tử tế, chỉ vì công cẩn hẹp hòi, tự rước lấy cái chết đó thôi. Người sau có thơ rằng, Nam Dương, Ngọa Long, ngủ chưa dậy, tướng tinh lại hạ xuống thư thành trời xanh trót đã xin công cẩn trần thế sao còn nảy khổng minh lỗ túc đặt tiệc khoản đãi khổng minh tiệc xong khổng minh từ biệt ra về vừa sắp xuống thuyền bỗng có một người đội mũ áo đạo sĩ một tay nắm lấy khổng minh cười ha hả nói ngươi đã làm chu du tức mà chết lại còn đến viên tàng rõ ràng coi thường đông ngu không còn ai nữa chăng khổng minh vội trông lại xem ai thì ra là phượng sổ tiên sinh bàn thống khổng minh cũng cười lớn dắt tay nhau lên thuyền nói chuyện khổng minh đưa một phong thư cho bàn thống và dặn tôi chắc tôn quyền không trọng dụng được ông nếu có điều gì không như ý xin hãy sang kinh châu giúp lưu huyền đức với tôi người này khoan nhân trung hậu tất không phụ cái học của ông thống nhận lời rồi từ biệt khổng minh lại nói lỗ túc đưa linh cửu chu du về đến vu hồ tôn quyền ra đón khóc tế trước linh vị rồi sai hậu tán tại quê làng dù có hai trai một gái con trưởng tên tuần còn thứ tên dân quyền đều giúp đỡ rất chu đáo lỗ túc nói tôi tài mọn trí nhỏ công cẩn tiến cử nhầm quả thật không xứng đáng với chức vụ tôi xin cử một người giúp chúa công người này trên thông thiên văn dưới tường địa lý mưu lược chẳng kém gì quản nhạc kể sách ngàn với tôn ngô trước đây công cẩn nhờ mẹo người ấy cũng nhiều mà khổng minh cũng chịu là giỏi hiện người ấy đang ở giang nam sao chúa công không trọng dụng quyền nghe nói mừng lắm liền hỏi họ tên là gì túc thưa người ấy ở tương dương Họ bàn tên thống, tự là Sĩ Nguyên, đạo hiệu là Phượng Sồ Tiên Sinh. Quyền mừng lắm, nói Ta nghe tiếng người này đã lâu, này có ở đây nên cho mời lại chơi ngay. Lỗ túc mời bàn thống đến ra mắt tôn quyền. Thống đến, thi lễ xong. Quyền trông thấy bàn thống lông mày rậm, mũi lỏ, mặt đen, râu ngắn, hình dung cổ quái, có ý không bằng lòng, mới hỏi rằng Bình sinh ông học môn gì là chính? Thống thưa, không câu nệ gì cả, cứ tùy cơ mà ưng biến. Tài học của ông so với công cẩn thế nào? Tôi học khác công cẩn nhiều. Quyền xưa nay ưa nhất chù du, thấy thống coi thường du, càng tỏ vẻ không bằng lòng, bảo thống rằng. Ông hãy về, khi nào cần đến sẽ cho người mời. Thống thở dài một tiếng, rồi trở ra. Lỗ Túc hỏi, Chúa Công sao không dùng bàn sĩ Nguyên? Nguyên đáp, Hắn là một cuồng sĩ, dùng làm quái gì? Túc nói, Trong trận xích bích, hắn dần kế liên hoàng lập được công đầu, chắc hẳn Chúa Công cũng đã biết. Hồi đó, ý Tào Tháo muốn ghép thuyền lại, chứ vị tất đã là công hắn, ta nhất định không dùng. Túc trở ra, nói với bàn thống, Tôi đã cố tiến cử ông, nhưng chủ tôi chưa nghe. Xin ông hãy cố nén lòng. Thống cúi đầu thở dài, chẳng nói năng gì. Túc hỏi, hay là ông không muốn ở đây nữa chăng? Thống không đáp. Túc nói, ông có tài giúp chúa yên dân, đi đâu mà chẳng đắc. Nhưng ông muốn đi xứ nào, nên nói thật cho tôi biết. Thống nói, tôi muốn sang với Tào Tháo. Chớ nên, ông mà sang với tào tháo khác nào ném hạt châu quý vào trong xó tối ông nên sang kinh châu theo huyền đức tất nhiên được trọng dụng tôi cũng nghĩ thế vừa rồi là câu nói đùa đó thôi tôi xin viết thư tiến cử ông giúp huyền đức sẽ làm cho tôn lưu hai nhà không đánh lẫn nhau cùng chung sức phá tàu đó là ý chí của tôi từ trước đến nay vậy liền cầm bức thư của túc sang thẳng kinh châu, ra mắt Huyền Đức. Bây giờ Khổng Minh đi kinh lý bốn quận chưa về, nha lại vào bảo có danh sĩ ở Giang Nam là bàn thống đến. Huyền Đức từng nghe tiếng thống đã lâu, liền sai mời vào. Thống thấy Huyền Đức chỉ vái dài một cái chứ không lạy. Huyền Đức thấy thống xấu xa cũng tỏ vẻ không vui, liền hỏi: Ông từ xa đến đây, khí vất vả lắm nhỉ? Thống chưa đưa thư của khổng minh và lỗ túc vội, chỉ đáp rằng, Nghe tiếng ngài yêu người hiền, trọng kẻ sĩ, nên tôi đến ý kiến. Huyền Đức nói, Hai miền kinh, sở vừa tạm sắp xếp yên ổn, chưa có chức gì khuyết. Về phía đông bắc cách đây 130 dặm, có huyện lỗi dương khuyết một chức tri huyện. Ông hãy làm tạm vậy, sau này cần đến sẽ xin trọng dụng bàn thống nghĩ huyền đức đãi mình sao bạc bẽo thế muốn trổ tài ra cho biết nhưng vì khổng minh không có mặt ở đây nên phải gượng vâng lời từ biệt trở ra thông đến huyện lỗi dương không nghĩ gì đến việc cai trị chỉ đánh rượu say khước suốt ngày bao nhiêu việc tiền lương kiện cáo xếp cả một xó có người báo với huyện đức huyện đức giận nói đồ hủ nho sao dám làm rối loạn pháp luật của ta? Lập tức gọi Trương Phi lại dặn, hãy đem tùy tùng đến các huyện miền Nam Kinh Châu tuần sát. Nếu thấy kẻ nào không công minh, không tuân giữ pháp luật, thì cứ việc trị tội. Lại sai tôn càng đi kèm với Trương Phi, để có điều gì khó khăn thì giúp đỡ. Phi lĩnh mệnh cùng tôn càng đến thẳng huyện Lỗi Dương. Nha lại và nhân dân đều ra nghênh tiếp. Chỉ một mình quan huyện là không thấy mặt đâu cả. Phi hỏi, quan huyện đâu? Nha lại bẩm, từ khi quan huyện bàn nhận chức đến giờ, đã hơn ba tháng, chẳng hỏi han gì việc trong huyện cả. Ngày nào cũng chỉ uống rượu từ sáng đến tối, lúc nào cũng say ly bì, hiện bây giờ cũng còn đương say nằm một chỗ, chưa đứng dậy được. Trường Phi giận lắm, muốn bắt ngay để hỏi tội. Tôn Càng can rằng, bàn thống là người cao minh, chưa nên vội vã, hãy vào huyện hỏi xem làm sao, nếu không phải, sẽ trị tội cũng chưa muộn. Phi nghe lời, vào huyện, ngồi nghiêm chỉnh giữa công đường, sai đội quan huyện đến hỏi. Bàn thống bấy giờ mới ra, áo mũ sóc xếch, chân bước chuộn choạng, miệng còn sặc những hơi rượu. Phi giận nói, anh ta tưởng ngươi là người khá, cho làm tri huyện, sao ngươi dám bỏ hết cả việc quan thống cười, nói, Tướng quân bảo tôi bỏ những việc gì. Người đến huyện hơn ba tháng này, cả ngày chỉ mê mang chè rượu, có coi đâu đến chính sự mà chả bỏ. Cái thứ huyện nhỏ này được mấy nỗi công việc, có gì mà phải coi xét. Tướng quân hay ngồi thư lại một lát, tôi xin giải quyết đâu đấy ngay cho mà xem. Lập tức sai nha lại đem hết công việc bỏ động trong ba tháng đến để phân xử. Nha lại tiếu tiết ôm cả một tập văn án ra. Những người kiện cáo đứng vòng quanh cả dưới thềm. Thống mở văn án ra xem. Tay thì viết, miệng thì phê phán. Tay thì nghe người thưa bẩm. Phải trái phần minh, không sai một sợi tơ sợi tóc nào. Nhân dân đều cúi đầu bái phục. Chưa đầy nửa buổi, bao nhiêu giấy má phê xong hết. Không sót việc gì. Thống quẳng bút xuống đất, nói bỏ bê việc gì nào. Tào Tháo, Tôn Quyền ta còn chẳng coi vào đâu. Huống chi một cái huyện danh này, việc gì mà phải bận lòng. Phi giật mình, đứng ngay dậy, xin lỗi, nói. Tiên sinh thật là bậc cao tài, tiểu tử có mắt mà không biết. Vậy sinh hết sức tiến cử tiên sinh với anh tôi. Thống bấy giờ mới đưa thư của lỗ túc ra. Phi hỏi, sau lúc mới đến trả mắt anh tôi, tiên sinh không đưa ngay thư này ra. Thống nói, nếu đưa ngay ra, chẳng hóa tôi chỉ nhờ cái thư ấy để cầu cạnh nư. Phi ngảnh lại bảo tôn càng rằng, Dạ không có ông, suýt nữa bỏ mất một vị đại hiền. Liền từ biệt bàn thống trở về Kinh Châu, thuật lại tài của bàn thống, huyền đức thất kinh, nói, Kinh đại đại hiền, quả thực là lỗi tài ta phi lại trình thư của lỗ túc huyền đức mở ra xem trong thư đại ý nói tài của bàn sĩ nguyên không phải chỉ làm tri huyện phải dùng vào chức trị trung biệt giá thì mới vùng vẫy được nếu dùng người mà cứ nhìn mặt mũi xấu hay đẹp e phụ mất tài học vấn của người ta mà để người khác dùng mất thật đáng tiếc lắm huyền đức xem xong còn đang hối hận sực có tình báo khổng minh đã về huyền đức ra tiếp vào khổng minh hỏi ngay rằng bàn quân sư mấy hôm nay có mạnh khỏe không huyền đức nói rằng vừa rồi làm tri huyện lỗi dương hay rượu bỏ cả việc khổng minh cười nói sĩ nguyên không phải là tài tầm thường ông ấy học giỏi gấp mười tôi tôi đã có thư tiếng ông ấy chúa công đã xem chưa huyền đức nói hôm nay mới thấy thư của lỗ túc, còn thư của tiên sinh chưa thấy. Đại hiền mà dùng vào chức nhỏ, thường hay buồn bã không tưởng đến việc, phải mượn chén rượu để giải khuây. Nếu không có em tôi nói, thì suýt nữa thiệt mất một vị đại hiền. Lập tức sai ngàn trương phi ra huyện Lỗi Dương, mời bàn thống về. Thống về đến nơi, huyện Đức xuống thềm xin lỗi. Lúc này thống mới đưa thư của khổng minh ra huyền đức xem thư đại ý dặn khi nào bàn sĩ nguyên đến thì nên trọng dụng ngay lập tức huyền đức mừng nói ngày trước từ mã đức tháo có nói là phục long và phượng sồ trong hai người ấy mà có được một người cũng đủ yên được thiên hạ nay ta được cả hai tất nhiên gây lại được cơ đồ nhà hán lập tức cử bàn thống làm phó quân sư trung lương tướng, cùng với khẩu minh bàn tính phương lược, huấn luyện quân sĩ, chuẩn bị đi đánh dẹp. Có người báo về hứa xương rằng, Lưu Bị có ra các lượng, bàn thống làm mưu sĩ, chiêu binh tập mã, chứa cỏ tích lương. Kết liền với Đông ngô, này mai tất kéo quân đánh miền Bắc. Thảo được tin, liên hợp cả mưu sĩ lại bàn việc đánh miền Nam. Tuần dù thưa, Chu dù mới chết, ta nên đánh tôn quyền trước, rồi sẽ đánh lưu bị. Thảo nói, nếu ta đi đánh nơi xa, chỉ lo mã đằng thừa cơ đánh úp hứa sườn. Khi đánh ở xích bích, đã có tin đồn quân Tây Lương đến cướp, nay phải nên phòng bị mới được. Dù lại thưa, cứ như ý tôi, thì nên đưa tờ chiếu phong thêm cho mã đằng làm chinh nam tướng quân, sai sang đánh tôn quyền, dù hắn vào hứa đô mà trừ trước ngay đi, thì mới yên tâm xuống đánh miền Nam được. Thảo mừng lắm, sai người mang chiếu đến Tây Lương triệu Mã Đằng về. Mã Đằng tự là Thọ Thành, dòng dõi tướng quân phục ba mã viện khi xưa. Cha tên là Túc, thời vua hoàng đế làm chức tri huyện ở Lan Can. Quận Thiên Thủy, sau mất quan, lưu lạc sang Lũng Tây, ở lẫn với người Khương, lấy vợ người Khương, sinh ra Mã Đằng đằng mình cao tám thước, tràn mạo hùng dũng, tính nết hiền hậu, ai cũng kính trọng. Cuối đời vua linh đế, quân khương làm phản, đằng mộ dân quân phá tan được. Trong khoảng giữa đời sơ bình, đằng được phong làm chinh tây tướng quân, đằng cùng với trấn tây tướng quân hàng toại kết làm anh em. Hôm ấy, đằng phụng chiếu mệnh, liền bàn với con làm mã siêu rằng, Ta từ khi cùng đóng thừa vân mật chiếu đến nay, hẹn với Huyền Đức cùng đánh giặc. Chẳng may đổng thừa mất rồi, mà Huyền Đức thì thua mãi. Ta lại ở xó Tây Lương hẻo lánh này, chưa có thể hợp sức được với Huyền Đức. Này nghe người mới lấy Kinh Châu, ta đang muốn mở chí khí xưa, không ngờ Tào Tháo lại triệu ta, thì nên nghĩ làm sao. Mã siêu thưa, Tháo vân mệnh thiên tử để triệu cha, nếu không đi, hắn tất trách cha là người nghịch mạng, nên nhân dịp này vào ngay kinh đô rồi liệu kế mà giết phần nó đi thì chí của cha xưa mới nổi lên được cháu gọi mã đàn bằng chú là mã đại thì can rằng bụng tào tháo hiểm độc lắm nếu chú vào đó sợ bị hắn mưu hại mất siêu nói con xin đem hết tất cả quân tây lương theo cha đánh vào hứa đô để trừ hại cho thiên hạ có gì chẳng được đằng nói con nên thống lĩnh quân khương giữ gìn lấy tây lương cho cha còn em con là Mã Hưu, Mã Thiết và cháu là Mã Đại thì theo cả cha đến hứa sương. Tào Tháo thấy con ở Tây Lương lại có hàng tội giúp đỡ, tất nhiên không dám hại cha đâu. Nếu cha có đi thì chớ nên coi thường mà vào hứa đồ vội. Hãy xem động tĩnh làm sao rồi tùy cơ ứng biến mới được. Cha sẽ liệu khu xử, không phải lo lắng. Thế rồi, Mã Đằng dẫn năm nghìn quân Tây Lương, sai Mã Hưu Mã Thiết làm tiên phong, Mã Đại đi sau tiếp ứng, từ từ kéo sàn hứa xương. Còn cách kinh đô hai chục dặm, đằng đóng quân lại, không vào vội. Thảo nghe tình Mã Đằng đã đến, bèn gọi quan Thị Lan là Hoàng Khuê dặn rằng. Mã Đằng sắp sửa sang đánh phương Nam, ta cho ngươi làm hành quân tham mưu. Ngươi nên đến trại Mã Đằng mà khao quân và bảo hắn rằng. Tây lương xa xôi, mang lương theo không tiện, mà cũng không thể đem nhiều quân mã được nên ta có sai thêm đại tướng hiệp sức cùng đi ngày mai bảo hắn vào thành ra mắt thiên tử rồi ta giao lương thảo cho nhân thể khuê lĩnh mệnh ra gặp mã đằng đằng đặt tiệc khoản đãi trụ say khuê nói rằng cha tôi là hoàng uyển chết về nạn lý thôi quách dĩ tôi vẫn căm tức chưa nguôi không ngờ bây giờ lại gặp phải tên giặc dối vua thế này Đăng nói Ai là giặc dối vua? Khuê nói Tào Tháo chớ ai nữa Ông không biết hay sao mà còn phải hỏi Đăng sợ là người của Tào Tháo Sai lại thử mình Vội vàng ngăn lại rằng Tại vách mặt trường Ông chớ nên nói rằng Khuê gắt lên rằng Thế ông quên mất tờ chiếu trong tay áo rồi à? Đăng thấy nói vậy Biết là Khuê thật lòng Mới đem việc kín ra nói với Khuê Khuê nói Thảo muốn triệu ông vào thành chầu vua, không phải có bụng tử tế gì đâu, ông chớ nên vào. Ngày mai nên dẫn quân đến dưới thành, đợi khi nào Tào Tháo ra điểm quân sẽ thừa dịp giết đi, thì việc lớn chắc xong. Hai người bàn định đầu đấy, Hoàng Khuê từ biệt trở về. Trong dáng hãy còn tức giận, vợ hỏi hai ba lần, Khuê nhất định không nói. Không ngờ vợ lẽ Khuê là Lý Xuân Hương, vốn phải lòng miêu trạch em vợ cả Khuê Trạch đang muốn lấy Xuân Hương Nhưng chưa nghĩ được kế gì Mụ này thấy chồng có dáng giận Liền nói với Trạch Hôm nay Hoàng Thị Lan đi bàn việc quân trở về Có vẻ tức bực lắm Không hiểu vì lẽ gì Trạch nói Nàng nên hỏi thử rằng Người ta ai cũng bảo Lưu Huyện Đức là người nhân đức Tào Tháo là giang hùng Là ý làm sao Xem hắn nói thế nào Đêm hôm ấy Hoàng Khuê đến buồn Xuân Hương mụ liền buông lời khêu gợi khuê nhân lúc còn say rượu nói tuột rằng nàng là đàn bà còn biết kẻ tà người chính huống chi là ta ta muốn giết chết ngay thằng Tào tháo đi mới hả mụ hỏi muốn giết thì làm kế gì khuê đáp ta đã ước với mã đằng ngày mai đến dưới thành thừa cơ giết nó ngay tại chỗ điểm binh mụ đem chuyện đó nói với miêu trạch Trạch lập tức đến báo với Tào Tháo Tháo gọi ngay Tào Hồng Hứa chữ từ Hoảng Hạ Hậu Uyên dặn dò mẹo mực Các tướng vân mệnh Dự bị đâu đấy Tháo lại sai bắt cả nhà Hoàng Khuê giam lại Hôm sau Mã Đăng lĩnh quân Tây Lương Đến cửa thành trông ra trước mặt Thấy có một lớp cờ đỏ Toàn là cờ hiệu thừa tướng Mã Đăng tưởng là Tào Tháo ra điểm quân Tế ngựa lại gần xem sao bỗng nhiên một tiếng pháo nổ, rồi ở trong đám cờ đỏ, cùng tên bắn ra như mưa. Lại có một tướng xông ra là Tào Hồng. Mã đằng vội vàng quay ngựa chạy về, thì hai bên tiếng reo ầm ầm nổi dậy. Bên tả có hứa chữ, bên hữu có hạ hầu uyên. Mé sau lại có từ hoảng đuổi đến. Cắt đồi quân mã Tây Lương, vây chặt ba cha con mã đằng vào giữa. Mã đằng thấy thế nguy cấp, liều chết khua đao sông sáo chém giết. Mã Thiết bị tên bắn chết, còn Mã Hưu theo sát Mã Đằng. Sông bên nọ, sáu bên kia, không sao ra được. Hai bố con cùng bị thương nặng, ngựa lại bị tên bắn ngã gục, bởi thế bị bắt sống cả. Thảo xài trói điệu bố con Mã Đằng và Hoàng Khuê đem vào hỏi. Khuê kêu là vô tội. Tháo gọi miêu trạch ra làm chứng. Mã Đằng trách mắng Hoàng Khuê rằng Đồ hủ nho kia, vì mày mà lỡ việc của ta Tao không giết được giặc để trừ hại cho nước là do lòng trời. Thảo xài lôi cả ra, Mã Đằng chửi mắng không dứt lời, Rồi cùng Mã Hưu và Hoàng Khuê đều bị hại. Đời sau, có thờ than Mã Đằng rằng, Cha con cùng tử tiết, Trung trinh nổi tiếng nhà, Lò nước thân chi quản, Trung vua chết cũng là. Máu thề lời còn đó, tờ nghĩa việc chưa xa tây lương dòng giỏi tướng không hổ tiếng phục ba miêu trạch xin với tào tháo rằng chúng tôi không muốn lấy thưởng gì cả chỉ xin cho tôi được lấy nàng xuân hương làm vợ tháo cười nói mày vì một con đàn bà mà làm hại mất cả một nhà chồng chị để quân bất nghĩa mày sống làm gì liền sai lôi cả miêu trạch xuân hương và cả nhà hoàng khuê ra chợ chém đầu. Thiên hạ ai cũng cám cảnh cho hai đứa ấy. Có thơ than rằng, Vị chúc tình riêng hại kẻ trung, Tình riêng chưa thỏa máu rồng rồng, Giang hùng cũng chẳng ưa quân bạc, Mưu tiểu nhân kia luống uổng công. Tào Tháo sai chiêu an đám quân mã Tây Lương vào phủ dụ rằng, Cha con mã đằng làm phản, không liên can đến chúng bày, không phải sợ hãi gì cả. Thảo lại truyền cho các tướng phải giữ chắc các cửa ải, không được cho Mã Đại chạy thoát. Nguyên Mã Đại dẫn một nghìn quân đi sau, quân sĩ trốn về báo tin. Đại giật mình, bỏ cả quân Mã, ăn mặc giả làm lái buôn, đi cả ngày đêm trốn về Tây Lương. Tào Tháo diệt xong bọn Mã Đằng rồi, mới quyết ý sang đánh mặt Nam, chợt được tin báo rằng lưu bị luyện tập quân mã sắm sửa khí giới định lấy tây xuyên thảo thất kinh nói nếu để cho lưu bị lấy được tây xuyên thì vây cánh y to mất dùng kế gì để trừ đi được đây thảo chưa dứt lời dưới thềm một người tiến ra thưa rằng tôi có một mẹo này làm cho tôn quyền lưu bị không nhìn ngó được nhau mà giang nam tây xuyên về cả Tây Thừa Tướng. Đó là Hào Kiệt Tây Lương vừa phải nạn, anh hùng Nam Quốc lại thêm lo. Chưa biết người dân kế là ai, xem đến hồi sau sẽ hiểu. Lời bàn của Mao Tôn Cương Lúc thiên hạ rối loạn, nhân tài đua nhau xuất hiện, thời Tam Quốc không chỉ có một khổng minh mà có cả chu du lỗ túc lã mông lục tốn ở bên tôn quyền lại có bọn quách gia trình dục tuân du giúp tháo người tài đối chọi với người tài thì mới thấy cái hay trong thế chiến cho nên chu du lúc chết than một câu trời đã sinh du sao còn sinh lượng câu nói ấy ngẫm thật lý thú khổng minh khóc chu du có câu từ nay thiên hạ ai kẻ tri âm Câu nói ấy khổng minh đã cho rằng Trên đời không phải chỉ những người yêu mình Sợ mình là tri kỷ Mà chính những kẻ ghét mình Nhưng biết được tài mình là tri kỷ nữa Việc bàn thống chạy tới Kinh Châu Từ thứ tìm đến tân giả để xin giúp huyền đức So với việc khổng minh nằm khển tại nhà Chờ mời ba lần mới đến Thật khác nhau xa từ thứ tùy giúp luôn nhưng trước đã muốn giúp Tôn Thế thì hai người này không quý bằng Khổng Minh Khổng Minh trước sau chỉ một lòng vậy Tuy nhiên bàn thống được hai phong thư tiến cử Mà lúc đến ý kiến huyền đức không chịu đưa Chứng tỏ bàn thống cũng biết tự trọng lắm Tôn quyền đã mất Chu Du lại mất cả bàn thống Đó là điều thiệt thòi Huyền đức đã được Khổng Minh lại được bàn thống nữa đó là lợi thế. Chu Du không tiến cử bàn thống, mà Lỗ Túc tiến cử bàn thống giúp Lưu Bị. Thế thì không những tài biết người của Lỗ Túc hơn Chu Du, mà tâm lý của Lỗ Túc cũng khác Chu Du nhiều. Sau khi bọn Đổng Thừa Vân Y Đái Chiếu lập bản nghĩa trạng, thì bắn đi một thời gian. Đến lúc Mã Đằng giấy binh về kinh mới nhắc lại, như vậy câu chuyện vẫn được mạch lạc trước sau đọc truyện ta có thể xem chuyện sau mà đoán được việc trước tào tháo giết miêu trạch khiến cho ta nghĩ rằng trước kia thế nào cũng giết trần khánh đồng trong bóng tối chứ không dung đâu tào tháo giết cả nhà hoàng khuê không tha một mạng lẽ đâu tào tháo lại tha một tên gia nô phản chủ như trần khánh đồng kẻ tiểu nhân dĩ nhiên không bao giờ tha kẻ quân tử mà chính chúng cũng không chịu tha nhau mặc dù chúng kết bè kết cánh với nhau nhưng rồi cũng mưu hại nhau câu chuyện hồi này chính là tấm gương để răng bọn tiểu nhân đó bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách để nghe phần còn lại bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos, không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiên và nhiều hơn nữa.